Chương 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tôi là một con nhóc học lớp 11, hôm nay, lại một ngày đến lớp nhàm chán kể từ ngày cậu ấy đi du học, con gái, dậy đi học nào. Mẹ tôi kêu, dạ vâng, con biết rồi ạ, à. tôi uể oải đáp rồi rời khỏi chiếc giường thân y xuống dưới nhà, thấy Pama đang ngồi ăn sáng, tôi vô ngồi ăn cùng hai người sau đó ra con xe yêu quý của mình, đạp đi học, ở trường tôi học ở lầu 2 của dãy nhà 3 tầng, khối tôi có 5 lớp học, Lúc tôi cùng cô bạn thân đang trêu nhau, cô ấy rượt tôi chạy ra đến cửa lớp, lúc đó có một cậu bạn cũng bị rượt, đang chạy về phía tôi vì lớp tôi học ở cuối hành lang, nên có một hàng rào trắng để phòng trường hợp không may xảy ra, thế là chuyện gì đến đã đến, tôi và cậu ấy va vào nhau, vì tôi đứng ở gần hàng rào đó nên đã đập cả lưng vào tường, đau thật đó là những gì tôi nghĩ được khi ấy, tôi đi vào lớp, cô bạn thân cũng đi vào cùng. "Ê mày, đau không?" Con bé hỏi tôi thật may là còn có người quan tâm, sợi, nhiều đây nhầm nhọ gì với tao, hôm qua đi uýnh lộn về, đau hơn nhiều, tôi trả lời tỉnh bơ côn bé thấy vậy không hỏi nữa, lặng lặng về chỗ ngồi, đôi lời của ao, đây là lần đầu mình viết truyện nên có gì không hay mong mọi người bỏ qua cho nhé, hoặc là có thể comment bên dưới để giúp mình có thể chỉnh sửa cách viết lại nhíu nữa đó là, lịch đăng truyện không cố định. Khi nào vui thì tê, về có thể ra chạp mới, còn khi nào buồn hay phải đi học thì mình không ra chương được. Nhưng phần lớn truyện được viết tùy tâm nên hãy giúp mình vui nhé mọi người club club mấy bạn nhỏ đừng ném đá khi đọc mấy dòng này nha. Khi bạn bỏ ra 2P hoặc 5S đọc mấy lời này, bạn đã góp phần cho con âu có động lực tung hoa. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.